không hiểu sao chỉ sau một tai nạn nhỏ đột nhiên đường khê mất đi ký ức cô rõ ràng nhớ được mọi người thế nhưng chồng cô một minh tinh cực kỳ nổi tiếng cô lại không có chút ký ức nào thái độ của người thân quen của cô khi nhắc đến chuyện này rất lạnh lùng chỉ là người không quan trọng nên quên thì quên đi nhưng đường khê vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm chị em và anh ta nửa kẻ thù mà thôi kẻ thù còn có thể là một nửa sao? Liệu cuối cùng đường khê có lấy lại được trí nhớ? Tại sao cô chỉ quên mỗi chồng mình? Liệu có bí mật nào ẩn giấu phía sau giữ mất trí nhớ có chọn lọc này? Câu chuyện tình yêu cô vợ bị mất trí nhớ hài hước và hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tim chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Cô tên là Đường Khê, là một nữ minh tinh trong giới giải trí. Chị Vương chính là người đại diện của cô. Một tuần trước, cô không may bị ngã khi đang quay phim và bị chấn động não nhẹ. Cũng không có chuyện gì lớn, sau 2 ngày nghỉ ngơi, cô liền tiếp tục vui đầu vào công việc. Mọi thứ đều bình thường, cho đến một giờ trước. Ngày mai có một hoạt động, Giang Dục cũng sẽ đi, em tránh anh ta một chút. Đường Khê nghe chị Vương nói mà vẻ mặt mang một chút mờ mịt. Giang Dục là ai? Chị Vương vui vẻ đáp. Đúng đúng, chính là biểu cảm này nha Đường Khê. Ngày mai em lên bay ra biểu cảm này, xem ai còn dám nói chúng ta lừa gạt họ. Đường Khê nhíu mày. Chị, Em thật sự không biết Giang Dục là ai Chị Vương thấy sắc mặt cô nghiêm túc Rốt cuộc cũng ý thức được không thích hợp Khê khê Em đừng nói giỡn nha Đường khê bất đắc dĩ Chị Nói cho em biết đi Giang Dục là ai Đường khê vừa nói vừa lấy điện thoại ra Nghe ý tứ kia của chị Vương Hẳn cũng là người trong giới Vậy thì tốt rồi 100% cha Google sẽ có tin tức của anh ta không phải chứ em thật sự không nhớ vậy em có nhớ vương ngôn không chị vương hỏi đường khê cười một tiếng trả lời đương nhiên nhớ nam diễn viên phụ trong bộ phim thần tượng năm ngoái của em mà chị vương nghe vậy sắc mặt càng thêm hoảng sợ vậy em còn nhớ nam chính là ai không nam chính cô đương nhiên nhớ rõ loại hợp tác này cô làm sao có thể quên hơn nữa bộ phim thần tượng kia của cô lúc ấy còn thành công vang dội cơ mà nam chính là đường khê sững sờ cô thật sự không nhớ rõ nam chính là ai đáng sợ hơn là cô nhìn thấy trên trang điện thoại di động của mình đã nhảy ra trang giới thiệu về giang dục nam nam chính là giang dục giọng cô cũng trở nên hoảng sợ nhưng mà mức độ ly kỳ của sự việc còn chưa kết thúc ở đây khê khê em còn nhớ thẩm hàn không chị vương hỏi cô người đại diện của lâm tử hiên đường khê trả lời chị vương thở dài nói thẩm hàn cũng là người đại diện của giang dục một đoạn thời gian rất dài sau đó đều là chị vương hỏi tên đường khê trả lời sau cuộc kiểm tra này đường khê và chị vương đều trầm mặc tất cả mọi người cô đều nhớ nhân viên công tác bên cạnh giang dục cô đều nhớ nhưng mà cô chỉ quên giang dục chị đường khê cầm tay chị vương bắt đầu run rẩy em bị bệnh gì vậy chị vương cũng lo lắng không thôi hai người bọn họ nhìn nhau sau đó quyết định thật nhanh suốt đêm chạy tới bệnh viện bác sĩ đối với tình trạng này của cô cũng có một chút mơ hồ các kiểm tra đều cho ra kết quả bình thường không có vấn đề gì thông thường mà nói sau khi va chạm mạnh chị nhớ sẽ có chút hỗn loạn nhưng chỉ quên một người thì có lẽ là trí nhớ của cô làm ra hành vi tự vệ thôi người kia đối với cô phải tương đối đặc biệt bác sĩ còn cảm thấy rất có đạo lý mà gật gật đầu sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn cô xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp anh ta không hỏi ra miệng nhưng mà cô nhìn thấy trong mắt anh ta toàn là đang hóng chuyện đường khê cảm thấy nơi này không nên ở lâu rất may là chị vương cũng có suy nghĩ chung với cô hai người bọn họ trở về khách sạn nhanh nhất có thể chuyện mất trí nhớ có chọn lọc này khiến đường khê cảm thấy khó hiểu cũng khiến cô cảm thấy khủng hoảng không hiểu sao lại chỉ quên một người cũng có nghĩa là cô đã mất đi một đoạn ký ức quá khứ của cô còn thiếu một phần cô không thể từ bỏ dễ dàng như thế nhưng mà cảm xúc của chị vương bình tĩnh nhanh hơn cô chị ấy rất nhanh tỉnh táo lại an ủi cô nói quên thì quên đi cũng không phải là người quan trọng gì trực giác mách bảo cô có gì đó không ổn. Người ấy không quan trọng mà chị Vương còn phải cố ý chạy tới dặn dò cô. "Chị, em và anh ấy..." Đường Khê thử mở miệng hỏi. Chị Vương cười lạnh một tiếng đáp, "Nửa kẻ thù mà thôi." Kẻ thù còn có thể là một nửa sao? Chị Vương cũng không định giải thích nghi hoặc cho cô. "Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, chờ ngày mai hoạt động kết thúc, chị cho em nghỉ một tuần, nghỉ ngơi thật tốt." chị vương vỗ vỗ vai cô sau đó không chút lưu luyến mà rời đi trong phòng chỉ còn lại một mình cô đường khê lại không nhịn được mà nghĩ đến giang dục quên một người cô đã thử nghĩ đến nếu không phải cô là yêu hắn đến chết đi sống lại thì chính là hận hắn đến tận xương tủy dù là cái nào thì cô cũng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng chị vương không nói cho cô biết có thể là vì muốn tốt cho cô nhưng mà Cô muốn tìm ra sự thật, mất trí nhớ thật sự khó chịu. Đầu tiên, cô phải hiểu Giang Dục là ai, mấy thông tin này có sẵn trên mạng. Giang Dục là ngôi sao nam hàng đầu trong giới, rõ ràng cũng không phân cao thấp với địa vị của cô, mà ân oán giữa cô và hắn nguyên nhân là do bị phản đối ghép đôi. Fan của cô và fan của anh ghét nhau đến chết đi sống lại, đáng sợ nhất chính là khi phim phát sóng lại còn rất nổi tiếng hai người bọn họ có một đống fan chèo thuyền ghép đôi. Cũng chính vì thế mà hai bên fan đồng xấu xé lẫn nhau. Fan độc thân cãi nhau ầm xì đùng với fan ghép đôi. Là một trong những đương sự, cô, ngại quá, không nhớ rõ. Để hiểu rõ tin tức của Giang Dục, Đường Khê bấm vào những mục tin tác ghép đôi của cô và anh ta. Treo ở vị trí nóng nhất chính là phát đường. Dòng thời gian chính là sinh nhật Giang Dục. Giang dục Đường Khê follow tài khoản mạng xã hội của nhau. Đường siêu ngọt. Đường Khê nhìn vô cùng nghiêm túc. Phan hâm mộ giống như Barbara Jean. Bọn họ có thể từ ảnh chụp sinh nhật Giang dục mà soi ra anh ta đang ở khách sạn. Sau đó họ lại lấy ra bằng chứng cô cũng vào ở trong khách sạn đó vào cùng thời điểm đó. Còn có gửi tài khoản cho nhau. Đường Khê thích đăng mấy cái biểu cảm. Giang Dục đăng bài thì không thích viết thêm dấu chấm ở cuối câu. Đột nhiên một ngày trang fanpage của cô không đăng biểu cảm nào mà cũng không có dấu chấm câu. Cũng trong ngày đó, Giang Dục lại đăng trên fanpage kèm một cái biểu cảm. Cô cũng đã xem rất nhiều video clip. Chờ cô lướt cho đến tận khi điện thoại hết pin, trong đầu cô cũng nhảy ra một nghi hoặc. Không phải cô đang vụng trộm yêu đương với Giang Dục chứ? Ngày hôm sau, chị Vương dẫn cả đội stylist đến tạo hình cho cô. Đừng khê vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn chị ấy. Được rồi, đừng lo lắng, không có gì quan trọng đâu. Chị Vương khuyên cô, ngại còn có những người khác ở đây nên chị ấy không nói nhiều thêm, mà cô cũng không biết nói như thế nào. Bởi vì cô hoài nghi, có thể cô thường lén nói chuyện với Giang Dục dưới tình huống lừa gạt chị Vương. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, trong điện thoại của cô đột nhiên nhảy ra một tin nhắn, ghi chú Giang Dục. Anh mang quà cho em, hẹn gặp lại sau nhé. Được khê nhìn cái tin nhắn rồi lại nhìn lại một khoảng trống rỗng phía trước trong khung chat. Chỉ có một dòng chữ năm ngoái vừa thêm làm bạn tốt trên ứng dụng mạng xã hội. Cô Lâm và trầm mặc. Ồ, Giang Dục mang quà cho cô, cho nên quan hệ của hai người bọn họ hẳn là cũng không tệ lắm. Ồ, quan hệ không tệ. Đi đến kết luận, hai người bọn họ thường xuyên nói chuyện phiếm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống tận hai năm mà không lịch sử trò chuyện. Nếu đã nói chuyện phiếm, lại không có lịch sử trò chuyện cho ra kết luận cô đã xóa lịch sử trò chuyện. Như vậy dưới tình huống nào cô sẽ cố ý xóa lịch sử trò chuyện với Giang Dục? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đáp án. Cô yêu đương với Giang Dục nhưng không nói cho chị Vương. Khê khê, nhớ kỹ, tránh xa Giang Dục. Chị Vương còn không quên dặn dò cô lần nữa. Đường khê cầm điện thoại di động, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc Khẩn cấp, online chờ gấp. Cô nên làm gì nếu người đại diện bảo cô tránh xa người bạn trai đã bị quên mất của mình? Hoạt động hôm nay phải tham gia là tiệc tối từ thiện do một tạp chí thời trang nổi tiếng tổ chức. Họ cũng sắp xếp thảm đỏ, ban tổ chức rất biết cách tạo độ hot. Drama của cô và Giang Dục đang rất hot, nên ban tổ chức sắp xếp cho cô và anh ta ra sân trước sau. Giang Dục đi trước cô, sau khi anh ta ký tên đã bị người chủ trì ngăn lại. Giang Dục, cậu xem bên kia là ai? MC cười hỏi Giang Dục. Giang Dục nhìn về phía Đường Khê, hơn nữa còn cười vẫy vẫy tay với cô, sau đó mới trả lời MC. Cặp đôi trong phim của tôi. MC cười đến vẻ mặt mập mờ. Giang Dục và Khê Khê trong phim rất ngọt nha. Phim thần tượng, chuyện nên làm. Giang Dục trả lời. MC tuy rằng muốn tạo drama nhưng cũng biết chừng mực, sẽ không hỏi một số vấn đề quá đáng nhưng cô ấy hiển nhiên còn muốn làm cô và giang dục xuất hiện cùng nhau trên trang nhất nên mạnh mẽ giữ giang dục lại đợi đường khê đến gần người dẫn chương trình lập tức vẫy vẫy tay với cô khê khê ở đây đường khê ở trong lòng thở dài trên mặt còn mang theo nụ cười mà bước tới làm thế nào để làm một nữ diễn viên khiêm tốn online chờ rất gấp khê khê hôm nay rất đẹp nha đường khê mỉm cười với mc nói cảm ơn cô cũng vậy Khê Khê bình thường có theo dõi CB không? MC hỏi. Đường Khê vẫn mỉm cười nói. Tôi có xem, trong khoảng thời gian này tôi đang xem phim mới của Giang Dục. Cặp đôi chân ái là tuyệt nhất. Cặp đôi chân ái chính là tên ghép đôi của bộ phim mới mà Giang Dục đang đóng. Đương nhiên lượng fan không thể so sánh với cặp đôi của cô và Giang Dục. Nhưng bởi vì gần đây phim mới phát sóng nên có nhiệt độ lớn cũng không thể khinh thường mà tin tức này cũng là do ngày hôm qua khi cô lướt siêu thoại của cô và giang dục vô tình nhìn thấy tất cả mọi người đều nói cặp đôi của mình mới là thật những cặp đôi khác đều là giả giang dục nở nụ cười cảm ơn khê khê đã ủng hộ chi phí quảng bá xin tìm đoàn làm phim thanh toán nhé được tôi xong việc liền liên lạc với đạo diễn lâm đường khê và giang dục một sướng một họa mắt thấy thời gian lưu lại đã quá lâu MC đánh bất đắc dĩ thả hai người bạn họ rời đi trước. Vì thế cô và Giang Dục cùng nhau rời đi. Hôm nay đường khi mặc váy dài, thảm đỏ mà, lúc xuất hiện phải thật xinh đẹp lộng lẫy. Đẹp thì đẹp, nhưng mang những bộ váy thế này, đi đường thật sự là rất khó khăn. Sau đó, dây tiếp theo, Giang Dục đột nhiên tiến lên thay cô nhấc váy lên. Trong khoảnh khắc đó, tim cô gần như ngừng đập. Không phải vì cảm động, mà là sợ hãi Xong rồi, lại phải lên mặt báo rồi. Xong rồi, sắp bị chị Vương mắng rồi. Xong rồi, phan lại cãi nhau thôi. Trong lòng cô giàu dĩ không vui, nhưng trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng, còn phải gật đầu cảm ơn Giang Dục. Đợi đến khi thật vất vả mới đi đến hết đoạn đường có camera kia, cô hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Kê kê, hôm nay hình như em có chút không đúng. Giang Dục nhìn cô, hơi nhíu mày tim đường khê đập nhanh hơn cô thể hiện rõ ràng như vậy sao hay là bởi vì hai người bọn họ quá mức quen thuộc cho nên một chút thay đổi của cô liền khiến cho giang dục chú ý nếu không hay là cô cứ trực tiếp nói cho hắn biết cô mất trí nhớ cũng không phải là chuyện gì to tát may bà lúc cô muốn mở miệng nói giang dục đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu cô mở miệng xin lỗi khoảng thời gian trước thực sự là không có thời gian cho nên không có cùng em chúc mừng sinh nhật không tức giận được không với thái độ này của giang dục nếu nói hai người bọn họ không lén lút yêu đương cô chặt đầu xuống cho anh ta ngồi nhưng cô thật sự không thể chấp nhận mình đột nhiên có một người bạn trai hoàn toàn xa lạ vì thế giang dục chúng ta tách ra một thời gian ngắn đi giang dục dừng một chút sau đó có chút mịt mờ và nói hả quan hệ của chúng ta Tôi cảm thấy hiện tại có chút không thích hợp. Đường khê có chút gian nan mở miệng. Giang dục dường như có chút bất đắc dĩ. Quan hệ của chúng ta là gì mà em cảm thấy không thích hợp? Sau đó hắn nở nụ cười. Đã 28 năm rồi, em còn không thích ứng. Cái quái gì vậy? Chờ đã, cô có hiểu lầm gì không? 28 năm. Đường khê có chút mờ mịt lặp lại. Thanh mai trúc mã, cô vẫn có cái này á nhưng vấn đề là nếu là quan hệ này cô gạt chị vương làm gì ăn no không có việc gì làm trong lúc cô nghi hoặc giọng của giang dục lại truyền tới không biết là diễn xuất của hắn quá tốt hay là bởi vì nội dung trong lời nói của hắn tóm lại một khoảnh khắc kia khiến cô cảm thấy hắn cực kỳ hiền lành khê khê tôi là chú nhỏ của em nha cái quái gì vậy là một nghệ sĩ cô lẽ ra nên có khả năng quản lý biểu cảm của mình nhưng giờ phút này cô đột nhiên mất khống chế Mặt cô như ăn phải ruồi Vô cùng sốc Nhưng mà không đợi cô khiếp sợ bao lâu Giang dục đột nhiên bật cười nói Khê khê Sao em lại đáng yêu như vậy Giang dục vừa nói vừa xoa đầu cô Làm cho tạo hình mà cô khổ sở Chịu đựng lắm mới làm ra được Lại trở nên rối loạn Đường khê lạnh lùng vỗ tay anh ta Mở miệng nói Giang dục tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh Giang Dục kinh ngạc. Em nghiêm túc. Không phải, chúng ta ngoại trừ quan hệ này còn có quan hệ gì? Quan hệ đồng nghiệp. Cái này càng không thành vấn đề, tách ra làm gì? Đường Khê nhìn Giang Dục, lạnh lùng trả lời. Quan hệ trong gia đình. Bây giờ cô có thể xác định Giang Dục căn bản không phải bạn trai cô. Nếu cô tìm tên chó này làm bạn trai, cô sẽ viết ngược tên cô. Đường Khê đổi tên thành Khê Đường. Còn có cái gì mà chú nhỏ kia cô một chữ cũng không tin. Nhưng mà cô cũng nảy ra một nghi hoặc. Quan hệ giữa cô và Giang Dục không tệ, cho nên Giang Dục sẽ mua quà cho cô. Thái độ cũng rất thân mật, có thể lại nói đùa, như vậy... Nếu là loại quan hệ này, cô vì sao phải giấu diếm chị Vương? Mà tại sao cô phải xóa lịch sử trò chuyện với Giang Dục? Cũng không thể là cô thầm mến hắn chứ. Không đời nào, tính cách này, đường khê trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy cô đột nhiên trầm mặc, Giang Dục lại tiến đến gần cô. Đường Khê liếc hắn một cái xem thường, quay đầu tránh hắn rồi cúi đầu nhìn mặt đất. Giang Dục thấy vậy, cả người cong về phía trước, cúi đầu, vừa vặn rơi xuống dưới tầm mắt cô. Tiểu tiên nữ tức giận rồi. Giang Dục hỏi cô. Đường Khê trừng mắt nhìn hắn một cái. Giang Dục thấy vậy, thở vào nhẹ nhõm. Bất quá anh ta lại có chút khó hiểu nhìn cô. Nhưng mà Khê Khê, hôm nay em thật sự có chút kỳ quái đường khê nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn giang dục tuy rằng không phải người yêu nhưng với những lời này của giang dục quan hệ giữa hai người bọn họ hẳn là rất thân mật cho nên đường khê thở dài nói tôi mất trí nhớ cái gì giang dục ngây dại khê khê có phải em vừa mới nói em bị mất trí nhớ không đường khê lại trận trắng mắt nói Mấy hôm trước tôi bị ngã ở đoàn phim, chấn động não nhẹ, sau đó mất trí nhớ. Nhưng mà... Sau đó cô liền nở nụ cười. Kỳ thật cũng không tính là mất trí nhớ, chính là quên một người không quan trọng đi. Hắn chỉ chỉ chính mình. Là anh sao? Đường khê hướng về phía hắn, cười đến dạng dỡ. Đừng nản lòng, lần này tôi đã nhớ rõ anh. Nói xong cô vỗ vỗ vai anh ta, sau đó nở một nụ cười công nghiệp đi về phía trước vài bước rồi tiến vào khu vực đầy camera giang dục thấy cô rời đi tự nhiên cũng lập tức đi theo bất quá ngại ở dưới camera nên anh ta cũng không dám quá mức thân mật chỉ là cô không nghĩ tới chính là giang dục lại đổi vị trí với khách quý bên cạnh cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô một giây kia cô giống như thấy được vô số ánh mắt bát quái đang hướng về phía cô bên này đôi khê chỉ có một ý nghĩ xong rồi lại lên mặt báo nữa rồi phan ghép đôi muốn điên rồi phải không mà giang dục hắn còn hướng về phía cô cười đến vô cùng vui vẻ khê khê em quên anh về tình cũng có thể tha thứ yêu mà không được vẫn là quên đi thì tốt hơn cút đúng như đường khê nghĩ cô và giang dục lại lên mặt báo nhưng nhìn phản ứng của chị vương có vẻ còn dữ dội hơn cô nhiều giang dục cái tên rác rưởi này hắn nhất định là cố ý hắn chính là muốn gây sự với chúng ta phải không chị vương vừa chửi vừa liên hệ với đoàn đội để xóa tin nói thật cô cũng không hiểu lắm tư duy của chị vương sang dục làm như vậy sao có thể gây sự với hai người bọn họ anh ấy rõ ràng là đem bản thân buộc chung một sợi dây thừng với cô nhưng khi đối mặt với chị vương đang nổi giận đùng đùng cô lựa chọn câm miệng giả điếc chị vương dừng động tác một chút xem mạng xã hội sau khi thấy tin tức đã bị gỡ bỏ thì thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng chị ấy cũng có tâm tư để ý đến cô. Khê khê, lần này không trách em. Em yên tâm, sự tình chị đã đều xử lý tốt. Tuyệt đối sẽ không để giang dục bọn họ chiếm được tiện nghi của em. Đường khê nhìn chị Vương, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Chị Vương vỗ vỗ vai cô, lại nói với cô vài câu về công việc rồi rời đi. Chị Vương vừa đi, cô liền cầm lấy điện thoại di động, bấm vào thoại phim của cô và giang dục siêu thoại hôm nay giống như lễ mừng năm mới vậy phan vạn năng mới được ra tên vị khách ngồi bên cạnh cô sau đó đưa ra kết luận chính là do giang dục chủ động đổi vị trí trong bình luận điên cuồng đều là giang dục rất dính bà xã nha đối với sự việc này cô cũng chỉ cười lạnh một tiếng còn có đoạn giang dục sách váy cho cô cũng bị phan cắp cắt đang đi đang lại thay nhau liếm cẩu nhưng mà điều cô không nghĩ tới chính là đường khê nhìn thấy trong siêu thoại truyền ra một tấm hình là hình cô đứng trong bóng tối cùng Giang Dục, khom lưng nhìn cô. Gương mặt Giang Dục ở dưới ánh sáng, còn cô thì trốn trong bóng tối. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh hỗn loạn, thế nhưng ánh sáng và bóng tối của tấm hình này lại chụp rất là khá. Mà tấm ảnh này mới là ngọn nguồn quan trọng khiến cho fan ghép đôi điên cuồng. A à, mẹ ơi, con Lụy Tình đến điên thật rồi a. À? Nếu bọn họ không phải là một đôi, tôi chặt đầu xuống. Thật là ngọt, thật là ngọt. À, Giang Dục giỏi quá. Giang Dục có phải đang dỗ dành khê khê của chúng ta không? Ôi, là ai đang vì tình yêu thần tiên mà rơi lệ? Là tôi à. Bây giờ cô lại cảm thấy, vậy mà ngày hôm qua cô lại hoài nghi chính cô và Giang Dục là người yêu. Cô là một kẻ ngốc. Đường khê lạnh lùng rời khỏi mạng xã hội. Ồ, còn tiện tay lưu bức ảnh đó trước khi thoát ra ngoài. Không có ý gì khác, chỉ cảm thấy tấm hình kia chụp cô khá đẹp. Thoại phim không thể tin nhưng nếu cô và Giang Dục không phải là người yêu Rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì Tuy rằng Giang Dục đã nói Anh ta là chú của cô Cô một chữ cũng không tin Nhưng mà cô lại ôm nguyên tắc Nhớ đâu đó là sự thật thì sao Liền gọi điện thoại cho mẹ cô Đôi khi đương nhiên không thể trực tiếp hỏi Giang Dục Có phải là chú cô hay không Cho nên cô chỉ có thể uyển chuyển hỏi Mẹ Con có họ hàng nào Tuổi lớn hơn con một chút xíu không Không có Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Mẹ cô trả lời rất nhanh. Vậy là chắc chắn rồi. Cái tên Giang Dục này đang cố ý trêu chọc cô mà thôi. Đường Khê cười cười trả lời. Không có gì. Chỉ là gần đây nghe mọi người nói chuyện phiếm. Nói là rõ ràng lớn bằng nhau mà phải gọi nhau là chú là gì. Con nghe vậy liền hỏi mẹ một chút thôi. Nhà chúng ta thật đúng là không có chuyện này. Nhưng mà... Nói được nửa câu, mẹ cô lại im lặng chốc lát sau đó mới tiếp tục. Nhưng cũng không hẳn là không có, tính đi tính lại hình như cũng có một người. Bỗng nhiên lại có một cảm giác không tốt lắm. Ai ra, mẹ cũng đã quên tên gọi là gì rồi, cũng là minh tinh giống con đấy. Các con lúc trước còn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho dì con. À đúng rồi, thằng bé là em họ bên nhà dì họ của con. Tính theo bối phận, con thật đúng là phải gọi thằng bé một tiếng chú nha. Đường khê trầm mặc một chút, Cuối cùng có chút khó khăn mở miệng. Người kia có phải họ Giang không? À đúng đúng, tên là Giang Dục. Thật đúng là chú cô. Chính là loại, ra đến tận chân trời góc bể. Mà mẹ cô còn ở đầu dây bên kia cười ha hả nói. Mẹ còn nhớ, lúc đó hai đứa các con chơi cùng nhau. Giang Dục bảo con gọi nó là chú. Con không chịu gọi. Sau đó hai đứa còn đánh nhau trong chính hôn lễ của dì họ con. Đường ghê chết lặng cô còn có một câu hỏi rất quan trọng mẹ con có đánh thắng không coi như thắng đi mẹ cô trả lời cực kỳ qua loa đường khê không hiểu nói thắng chính là thắng còn có coi như giang dục cao tóc con làm rối loạn cả lên lúc ấy con vừa đặt mông ngồi xuống đất thì liền khóc sau khi ba mẹ giang dục tới thì trực tiếp đánh thằng bé một trận rồi thằng bé khóc lóc còn lớn tiếng hơn cả con cho nên coi như con thắng đi cảm ơn con không cần chiến thắng kiểu này đâu ạ à. Sau khi cúp điện thoại của mẹ Trong lòng cô vẫn tràn ngập nghi hoặc Nếu như cô chán ghét giang dục như vậy Vậy cô phải kéo anh ta vào danh sách đen mới đúng Còn nếu mối quan hệ của cô với anh ta Cũng chỉ đơn giản là xã giao Cô cũng sẽ không làm việc dư thừa Mà xóa lịch sử trò chuyện của anh ta Vậy câu trả lời chính xác là gì Đường khê còn chưa nghĩ ra Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một chàng tiếng chuông cửa Đường khê không để ý cứ tưởng chị Vương đã trở lại, vừa mở cửa vừa hỏi. Chị Vương, sao vậy? Đường Khê nhìn người ở cửa, lời định thốt ra lại trực tiếp bị cô nuốt trở về. Giang dục đội mũ lưỡi chai, mặc quần áo giống như một chàng trai làm shipper, nhìn cô giơ tay lên lắc lắc thứ trong tay. Ăn khuya. Giang dục, anh có biết anh là nghệ sĩ không? Đường Khê có một chút chết lặng hỏi anh ta. Anh ta không sợ bị chụp ảnh sao? Đường Khê mặc dù không trực tiếp hỏi ra miệng, nhưng Giang Dục lại nghe ra ý của cô Hắn nhướng mày nói Anh ở trước cửa nhà em càng lâu Khả năng bị chụp mới càng lớn Đường khê lứt mắt một cái Mặc kệ hắn Đưa tay định đóng cửa lại Nhưng mà động tác của Giang Dục lại nhanh hơn một bước Anh đưa tay ấn lên cửa Khí lực của cô không so được với anh ta Thế nên chỉ có thể trơ mắt Nhìn anh ta xông vào phòng của cô Hơn nữa tự nhiên mà đóng cửa lại Sau đó còn tự tiện đi tới phòng khách anh ta thật sự rất tự nhiên thoải mái, cũng không quan tâm căn nhà này là của ai, giang dục đặt bữa ăn khuya lên bàn rồi tự mình ngồi xuống đất, còn cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, sau đó coi như cũng chẳng chút lễ phép mà chào hỏi cô. "Khê khê, em đứng đó làm gì, mau tới đây đi." "Cô tới đó làm gì?" Dù sao người cũng đã vào nhà, chẳng lẽ cô còn có thể báo cảnh sát sao? Vậy khẳng định không cần đợi đến ngày mai ngay tối nay báo mạng bùng nổ chính là tin tức về cô giang dục rốt cuộc anh tới đây làm gì đường khê đi tới trước mặt anh ta từ trên cao nhìn xuống giang dục kinh ngạc anh chỉ vào bữa ăn khuya trên bàn ăn bữa khuya đi đường khê cảm thấy khó hiểu tôi là một nghệ sĩ nữ đêm hôm khuya khoắt còn ăn khuya cái gì không giảm cân sao hơn nữa cô lướt qua bữa ăn khuya mà anh ta mang tới hay lắm tôm hùm bia, ốc xoắn, nghêu. Cô ăn xong cái đống này rồi thì ngày mai có thể rời khỏi hàng ngũ nữ nghệ sĩ của năm luôn đấy. Giang Dục sau khi nghe được lời của cô thì sừng sốt. Anh mau lấy đồ rồi rời đi đi. Đường khê đưa tay đẩy đẩy vai anh. Giang Dục ngoan ngoãn đứng dậy nhưng anh không lấy bữa ăn khuya đi mà kéo cô một cái. Đường khê căn bản không phòng bị. Chờ đến khi cô kịp phản ứng thì cô đã nằm trên sofa mà Giang Dục một chân chống trên mặt đất một chân quỳ trên gối sofa khống chế cô trong một không gian nho nhỏ anh ta vẫn nắm lấy cổ tay cô khoảng cách giữa hai người bọn họ gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hô hấp của anh cùng với đột nhiên tim cô đập nhanh hơn thình thịch thình thịch anh anh muốn làm gì đường khe đột nhiên phát hiện lời nói của cô đã lắp bắp không được lưu loát mà giang dục nhìn cô trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng em thật sự quên anh rồi giang dục hỏi cô bị giang dục đè ép khiến cho cô có một chút sức lực cũng không có đành yên lặng gật đầu giang dục tức cười nói ai cũng nhớ chỉ không nhớ mỗi anh đường khê lại chân thành gật đầu lần nữa đường khê em đúng là nhân tài giang dục nghiến giang nghiến lợi mắng một câu không đợi cô kịp phản ứng giang dục đã đứng dậy hơn nữa còn trực tiếp đi về phía phòng ngủ của cô khoan đã phòng ngủ của cô giang dục anh đang làm gì vậy đường khê vội vàng đứng dậy đuổi theo giang dục giang dục dường như rất quen thuộc với phòng cô trực tiếp đưa tới tủ đầu giường lấy ra một thứ đưa tới trước mặt cô thấy rõ chưa đường khê nhìn đồ trong tay giang dục trực tiếp bị dọa đến choáng váng tại chỗ ai có thể nói cho cô biết trong phòng cô vì sao lại có hai quyển giấy chứng nhận kết hôn vậy nè trời đường khê ngồi trên ghế sofa ngây ngốc nhìn hai quyển giấy chứng nhận kết hôn trong tay. Thật lâu cũng không thể hoàn hồn. Tên trên giấy chứng nhận kết hôn đúng là của cô và Giang Dục. Anh chụp cũng là hai người bọn họ. Đây là đồ thật sao? Đường Khê hỏi Giang Dục. Là giả đấy. Anh đi làm chuyện phạm pháp chính là tạo giấy tờ giả này cho vui. Giọng điệu khó chịu đến mức mọi người đều nghe ra được. Nhưng mà cô vẫn có chút trột dạ. Nhưng trột dạ thì trột dạ. Đường Khê vẫn cứng rắn đáp trả vậy hôm nay hoạt động thảm đỏ đó em nói chúng ta tách ra một thời gian anh nói lại mấy lời kia là có ý gì vừa nghĩ tới mấy lời giang dục nói lúc đó cô lại lo lắng anh nói anh là chú của em ngoại trừ quan hệ này thì không còn gì nữa đó không phải là anh lừa gạt em sao giang dục có chút chết lặng nhìn cô đường kê em xác định là mất trí nhớ chứ không phải đang diễn với anh em diễn cho anh vì rảnh quá hay là vì tiền của anh cơ chứ Đường Khê trợn mắt. Giang Dục ngược lại cười vui vẻ một tiếng. Không phải là em muốn dẫn cho vui thôi sao? Lúc nói lời này, Giang Dục lấy điện thoại di động ra nhấn vào giao diện trò chuyện giữa cô và anh, rồi đưa tới trước mặt cô. Một khắc kia, nhìn lịch sử trò chuyện trước mắt, làm cho cô lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hu hu, chồng yêu ơi, chồng yêu à, tình yêu giữa chú và cháu, trời rất vui đó. Bên dưới là ảnh chụp màn hình, anh chụp màn hình một cuốn tiểu thuyết thật ngọt ngào này chồng yêu em cũng gọi anh là chú nhé lần sau gặp nhau chúng ta sẽ không còn là vợ chồng nữa chúng ta là chú cháu nhé nhìn thấy tin nhắn này hai mắt cô thiếu chút nữa tối sầm xuống rồi ngất xỉu trong đoạn ghi âm mà anh ấn mở cô còn không quên nhấn mạnh ông xã nhớ kỹ thiết lập người chú của anh nha moa moa im lặng trầm mặc như chết đường khê không dám tin còn nhấn vào cái hình đại diện thuộc về cô này. Lỡ đâu là Giang Dục tạo tài khoản giả, làm tài khoản của cô thì sao? Kết quả sau đó, thực sự đó là số của cô. Giang Dục lặng lặng nhìn đường khê dãy ruộng, chờ sau khi cô xác nhận xong mới cười hỏi cô. Là em phải không? Đường khê trực tiếp nhấn tắt điện thoại trả lại cho Giang Dục. Suy nghĩ một chút, cô lại cảm thấy không thích hợp. Nếu như chúng ta kết hôn, vậy tại sao chúng ta lại ở riêng? Hơn nữa, anh còn không có mật mã nhà của em. Em cứ cách mấy tháng đổi một kiểu chơi khác. Nếu không phải là bạn trai em, chồng em, em liền yêu cầu anh chỉ có thể bấm chuông cửa, không thể tự mình mở cửa. Cô chơi lớn như vậy sao? Đường khê hắng giọng hỏi. Vậy chúng ta tách ra ở riêng là vì sao? Anh sợ chị Vương trực tiếp bị hai chúng ta làm cho tức điên. Giang dục ung dung trả lời. Đường khê nghĩ nghĩ, hình như rất có lý, Bây giờ ý kiến của chị Vương đối với Giang Dục cũng không phải lớn bình thường nha. Giang Dục giải thích hết thảy như vậy hiện tại vấn đề liền xảy ra. Anh ta thật sự là chồng cô. Giang Dục chỉ chỉ giấy chứng nhận kết hôn và nói. Đề nghị em báo cảnh sát bắt anh với tội danh làm giấy chứng nhận giả. Anh đảm bảo đêm nay chúng ta sẽ lên mặt báo. Đường khê lặng lẽ, dầu giấy chứng nhận kết hôn. Cô hết câu hỏi rồi. Nhưng mà đến lượt Giang Dục lại đặt ra vấn đề anh lại gần nhìn cô, sờ sờ đầu cô rồi lại xoa bóp lỗ tai cô. Anh làm gì vậy? Đường khê bất đắc dĩ hất tay anh ra. Em thật sự mất trí nhớ, không phải thay đổi thành người khác đấy chứ. Giang Dục vẫn có chút bán tính bán nghi hỏi cô. Đường khê đột nhiên trầm mặc. Bởi vậy có thể thấy được, xem ra bình thường cô ở cạnh Giang Dục nhiều hơn. Đúng, người mới xuyên vào đấy. Đường khê dứt khoát, buông tha không dễ dụa nữa, Cô nói như vậy ngược lại Giang Dục lại tin Đi bệnh viện khám chưa Bác sĩ nói thế nào Giang Dục hỏi cô Đường Khê thở dài đáp Nói là có thể do di chứng của chấn động não Tất cả đều bình thường Còn chuyện quên có chọn lọc Thì cũng không có nói gì nhiều Giang Dục nghe vậy Sờ sờ cầm Anh có một ý tưởng Cái gì Đường Khê lập tức nhìn về phía Giang Dục Thử làm một số chuyện tương đối khắc sâu trong ấn tượng của em Đánh thức trí nhớ của em đường khê suy nghĩ một chút cảm thấy cũng rất là đáng tin cậy trong tiểu thuyết và trên tv không phải đều là như vậy sao vì vậy cô mong chờ nhìn giang dục vậy giữa chúng ta có chuyện gì có ấn tượng sâu sắc không giang dục nhìn cô cười ý vị thâm trường ngủ cút đi giang dục cũng không có không đáng tin như trong tưởng tượng của cô anh vẫn quyết định dẫn cô đi nhớ lại một chút quá khứ giữa hai người bọn họ vì thế anh đề xuất Bộ phim kia của em cũng quay xong rồi Gần đây cũng không làm việc Hay là cứ nghỉ ngơi một thời gian đi Đường khê có chút trần chờ Là một nữ minh tinh nổi tiếng Nghỉ ngơi quá lâu cũng sẽ không tốt Cho danh tiếng của bản thân Giang Dục còn nói Em còn muốn biết giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không Trong khoảng thời gian gần đây Anh nhất định phải tới tìm em Nếu em có công việc Vậy bên chị Vương Lúc cô chưa mất trí nhớ Đã không muốn để cho chị Vương biết sau khi mất đi trí nhớ, cô tự nhiên càng thêm không muốn. Cuối cùng cô gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của cô, Giang Dục liền đứng lên, thuận tay lấy mũ đặt bên cạnh rồi đội lên đầu. "10 giờ sáng mai anh tới đón em." Giang Dục vừa nói vừa đi ra ngoài, Đường Khê cũng đi theo đưa tiễn anh. Lúc tới cửa, Giang Dục quay đầu nhìn cô nói, "Đúng rồi, ăn khuya đi." Vẻ mặt cô khiếp sợ. Giang Dục nhìn thấy vẻ mặt của cô thì liền bị chọc cười. Thật chờ mong lúc em khôi phục trí nhớ. Giang Dục không giải thích cho cô, chỉ nói ăn bữa khuya, nói không chừng cũng giúp em khôi phục trí nhớ đó. Dù sao cũng coi như là một phần quan trọng cho mối quan hệ của chúng ta. Cái quái gì vậy? Cô là một nữ minh tinh, cùng Giang Dục yêu đương thì yêu đương thôi, còn ăn khuya là cái chuyện gì nữa? Được khi nghi ngờ Giang Dục đang gài bẫy cô. Nhưng sau khi Giang Dục bỏ lại những lời này thì đã đi rồi. Mà cô nhìn căn phòng trống rỗng, cuối cùng ngửi mùi tôm hùm một chút, nuốt một ngụm nước miếng. Cái kia... Thật ra thì cô cũng không muốn ăn lắm, nhưng cô đây không phải là vì tìm lại trí nhớ bị mất kia sao. Vì vậy cô đi tới phòng khách, ngồi xuống thảm nhìn tivi mà Giang Dục mở, bắt đầu ăn khuya. Mùi vị kia giống như đang ở xứ sở thần tiên vậy. Hơn nữa, Giang Dục thật sự rất nhiều sở thích của cô bộ phim anh ấy chọn chính là phong cách mà cô thích tất cả đều rất tốt đẹp và sẽ tốt hơn nếu hôm nay giang dục hoàn toàn giữ im lặng về chuyện giấy kết hôn chờ cô ăn xong bữa khuya vuốt cái bụng tròn vo với vẻ mặt thỏa mãn tin nhắn của giang dục liền nhảy ra là một tin nhắn thoại cô trực tiếp nhấn mở ra và rồi khê khê ngoan lên cân đi gương mặt của cô hoàn toàn cứng ngắc cô cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên này một khác kia cô phảng phất cảm giác được tận thế đã đến tuy rằng cô cảm thấy giang dục rất phiền nhưng mà ý thức của một nữ nghệ sĩ của cô vẫn nhắc nhở cô phải đi lấy cái cân điện tử của mình ra ngay lập tức một bữa ăn khuya tăng ba cân không đợi cô tỉnh táo lại từ trong bi kịch này tin nhắn khác của giang dục lại tới không có anh giúp em tiêu thực em chỉ có thể dùng máy chạy bộ thôi hai đêm đó đối với cô mà nói là một cơn ác mộng vui buồn lẫn lộn mà cũng trong đêm đó ký ức cuối cùng của cô dừng lại ở ngủ ngon giọng của giang dục thông qua điện thoại di động vang lên bên tai cô một khắc kia cô giống như nghe được tim mình đột nhiên đập mạnh một cái mà cô trước khi bản thân còn chưa kịp phản ứng liền trả lời giang dục một câu ngủ ngon động tác thuần thục giống như sớm đã khắc ở trong tâm trí khi cô ý thức được điểm này liền có chút sửng sốt cho nên cô và giang dục thật sự là yêu đương rồi tự nguyện kết hôn dù sao cô dám cá rằng ngay cả mẹ cô cũng không biết chuyện này ngày hôm sau giang dục dẫn đường khê đến một nơi là một ngôi trường học đến trường học làm gì đường khê nhìn trường học không có một bóng người có chút khó hiểu mà lên tiếng hỏi bởi vì đang là kỳ nghỉ hè nên không có ai ở trường giang dục cười và nói đây là nơi bắt đầu bộ phim kia của hai người bọn họ chính là quay ở chỗ này. Vậy cũng có thể hiểu hai người bọn họ là phim giả tình thật. Cái quần què gì thế? Thật sự có thể sao? Nếu muốn phim giả tình thật, vậy mấy bộ phim cô từng quay mấy năm nay không phải là sẽ có cả đống chuyện tình thật luôn sao? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Dục, cô có một chút không chắc lắm. Trong lúc cô dối rắm Giang Dục đã đi tới cổng trường, móc chìa khóa ra rồi thuận thục mở cửa Đường Khê lại được một phen kinh ngạc. Sao anh lại có chìa khóa cổng? Giang Dục xoa xoa mi tâm nói. Anh thiếu chút nữa quên nói với em. Anh cũng quên mất là chuyện có liên quan đến anh. Em đều không nhớ rõ nữa. Hiệu trưởng là chú của anh. Anh hỏi ông ấy mượn chìa khóa. Ô, xin lỗi vì đã quên anh nhé. Đi thôi. Giang Dục vẫy vẫy tay với cô. Đến cũng đã đến rồi. Cô nhanh chóng quyết định đi vào xem thử một chút giang dục dẫn cô đến phòng âm nhạc trước trong lớp học đặt một cây đàn piano màu đen cổ điển chúng ta không có cảnh diễn ở đây mà cô mở miệng hỏi vì muốn nhớ tới mọi chuyện liên quan tới giang dục cô đã suốt đêm xem lại bộ phim của cô và anh ấy bởi vì là tự xem bản thân diễn xuất cô có chút xấu hổ nhưng vì chuyện mất trí nhớ nên vẫn nhẫn nhịn xem cho xong mà trong bộ phim cô xem lại đó không có bất cứ đoạn nào liên quan đến cây đàn piano ở phòng âm nhạc này, Giang Dục đi tới trước cây đàn rồi ngồi xuống. Đúng là không có cảnh diễn, đây là ký ức chỉ thuộc về hai chúng ta. Cái gì? Đường Khê hỏi. Giang Dục đặt ngón tay dài mảnh khảnh lên các phím đàn. Ngày sinh nhật anh cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi chúng ta xác nhận quan hệ. Em ở chỗ này, đàn cho anh một bài để chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nói xong, Giang Dục có chút cảm khái. Cảm động thì cũng rất cảm động nhưng mà trình độ đàn piano của em thật sự là một lời khó nói hết tuy rằng không nhớ rõ chuyện này nhưng đối với kỹ thuật đàn piano của cô cô vẫn có chút tự hiểu lấy mình lúc trước cũng cố gắng học bổ túc âm nhạc một năm nhưng dù vậy thì ngũ âm của cô cũng không giống với ngũ âm của những người bình thường thế là cô từ bỏ em sẽ không phải là chơi bài happy birthday cho anh đấy chứ đường khê lại hỏi sang dục nhíu mày anh dùng âm nhạc trả lời Khúc nhạc này rất quen tai. Ngay khi anh ấy đánh những nốt đầu tiên, cô đã biết bài hát này là bài nào, thật sự là rất nổi tiếng, bài hát đám cưới. Thì bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, mà Giang Dục đang đàn còn đặc biệt nghiêm túc. Giang Dục chăm chọc trình độ của cô kém, nhưng kỳ thật trình độ của anh cũng không khá hơn cô chút nào. Ở giữa còn đàn sai một đoạn. Thế nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, mặc Âu phục trắng ngồi trước đàn dương cầm, lại khiến cho cô rung động không thôi. Đợi đến khi bài hát kết thúc, Giang Dục mới quay đầu nhìn cô. Ngày em chúc mừng sinh nhật anh, em đã tự ước một điều ước. Em đã ước á? Đường khê sừng sốt. Giang Dục cười gật gật đầu. Đúng là em cầu nguyện. Em nói em muốn lúc hôn lễ, để anh đàm một ca khúc tiến hành hôn lễ. Sau đó em sẽ chậm rãi xuất hiện trong tiếng nhạc. Đường khê sững sờ. Cô hình như có chút ấn tượng nhưng cũng có chút mơ hồ không rõ. Ngược lại Giang Dục cúi đầu, đầu ngón tay vuốt ve các phím đàn. Anh đã học rất lâu, nhưng đáng tiếc là còn xa mới đến ngày ấy. Tuy rằng không biết quá khứ giữa cô và Giang Dục đã trải qua những chuyện gì, nhưng giờ phút này cô lại hiểu được phiền muộn của Giang Dục. Hai nghệ sĩ nổi tiếng, một trong hai người nếu dám tuyên bố có tình yêu, tương đương với việc từ bỏ cả sự nghiệp. Đừng thấy hiện tại độ tiếp nhận của fan đã rất cao, cũng không ngại idol mình kết hôn, nhưng cũng có nhiều fan rất để ý đến loại chuyện này. Công bố chính thức còn khó khăn, chứ đừng nói đến việc tổ chức đám cưới. Mà ngay khi cô bắt đầu lâm vào sầu não, Giang Dục cũng đã thay đổi tâm tình. Đi thôi, mang em đi đến chỗ kế tiếp. Bi thương của cô còn chưa kịp dâng trào, đã bị Giang Dục kéo chạy về nơi kế tiếp. Lần này cô lại nhận ra nơi này. Ngày đầu tiên vào đoàn, cảnh đầu tiên chúng tôi quay chính là cảnh hôn, cũng chính là ở chỗ này khê khê có muốn nhớ lại một lần nữa không một số đạo diễn là như vậy nam nữ chính mới vào tổ không quen thuộc vừa lên sẽ quay cảnh thân mật để cho nam nữ chính mau chóng tiến vào trạng thái hiển nhiên cô và giang dục lúc trước cũng chính là tình huống này nhưng mà hiện tại cô một chút cũng không nhớ rõ điều khê chỉ biết là sau khi giang dục nói xong những lời này anh đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay cô sau đó cả người kề sát vào bóng dáng anh từ từ phong lớn phản chiếu trong con người của cô anh sẽ không ngay lúc giang dục sắp hôn cô cô bỗng nhiên đưa tay mạnh mẽ che miệng lại cùng lúc đó giang dục cũng ngừng lại môi của anh và tay của cô chỉ cách nhau một chút khoảng một cm thế nhưng anh đúng là đã dừng lại anh muốn dọa cô làm cô còn tưởng thật hơn nữa còn đưa tay che miệng lại giang dục nhìn thấy phản ứng này của cô thì nở nụ cười sau đó anh lại tiến đến Hôn lên mu bàn tay của cô Sau đó Giang Dục liền lùi lại hai bước Khê khê Em thật đáng yêu Giang Dục nói Đường khê vẫn che miệng như trước Ánh mắt bất thiện nhìn Giang Dục Giang Dục Anh đây là đang đùa dưỡng lưu manh Giang Dục nhướng mày Khê khê em có nhầm lẫn gì không Đường khê không biết nói gì cho phải Gì cô Đối với vợ mình thì không thể gọi là đùa dưỡng lưu manh nha Suýt nữa thì quên. Giang Dục cười khoác tay lên vai cô nói, "Về phần anh, anh có thể chấp nhận chuyện không được làm cái gì quá thân mật, nhưng nếu em bắt anh chỉ đối xử với em như một người bạn bình thường thì anh không làm được đâu." Đường Khê trợn trắng mắt, "Vừa rồi còn không gọi là thân mật sao?" "Vừa rồi cái gì?" Giang Dục cười hỏi cô. Đường Khê quay đầu phất lờ anh. Giang Dục cười hề hề nói, "Hôn mua bàn tay một cái thôi mà." đương nhiên không tính là thân mật. Nắm tay và hôn má, không phải đều là một ít lễ nghi xã giao hay sao? Anh đột nhiên ghé sát vào tay cô, hơi nóng từ hơi thở của anh đập vào tay cô ngưa ngứa ngứa. Đôi khi chỉ cảm thấy cả lỗ tai đều ướt dũng nhất là sau khi nghe được lời của Giang Dục nói. Anh nói, lên giường cũng làm rồi, em ngại cái gì chứ? Trong nháy mắt đó, gương mặt của cô chịu không nổi xấu hổ mà trực tiếp đỏ rực lên. Tuy rằng cô không nhìn thấy, thế nhưng cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên cô cũng không phải loại người chỉ vì một hai câu đùa mà dễ thẹn thùng. Chỉ là răng dục cơ hồ muốn dán vào lỗ tai của cô mà nói. Giống như chỉ cần đến gần hơn một chút nữa thôi, anh có thể cắn vào vành tai của cô. Mặc dù chỉ là khoảng cách như gần như xa này, cảm giác hơi thở phả vào vành tai cũng khiến cô có chút rung động. Cũng may, Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần, Đường Khê mạnh mẽ tránh sang một bên, kéo dài khoảng cách với Giang Dục. Mặc kệ trước đây chúng ta là loại quan hệ gì, hiện tại em cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mà Giang Dục, hành vi hiện tại của anh, anh không cảm thấy rất là lưu manh sao? Giang Dục nhìn cô, hỏi ngược lại, nhưng mà Khê Khê, nếu một người hoàn toàn xa lạ làm chuyện như vậy với em, em sẽ phản ứng như vậy sao? Đường Khê ngẩng đầu nhìn Giang Dục, Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Không nói đến trước đây, chỉ nói chuyện vừa rồi Giang dục cúi đầu già vừa muốn hôn cô. Nếu đổi lại là người khác, cô nhất định sẽ cho đối phương một cái bạt tai thật vang. Một cái không đủ, còn có thể lại thêm một cái nữa. Tuyệt đối không phải là chỉ che miệng như bà nãy. Cô hình như thật ra cũng không quá cự tuyệt. Giang dục cười đưa tay vỗ vỗ đầu cô nói. Được rồi, tiểu tiên nữ, anh xin lỗi vì dẫn hơi quá nhé. Một giây trước cô còn đang suy nghĩ, một giây sau khi nghe Giang Dục nói, cô lập tức biến sắc. Anh một chút thành ý cũng không có. Giang Dục gật đầu, lập tức thu lại ý cười, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói: "Xin lỗi, Giang Dục tôi chân thành xin lỗi tiểu tiên nữ Khê ghê. hy vọng tiểu tiên nữ Khê Khê có thể tha thứ cho hành vi ngu xuẩn lại lỗ mãng của tôi ban nãy. Đối với việc tôi bị vẻ đẹp của tiểu tiên nữ Khê Khê hấp dẫn nên không tự giác làm ra một ít hành vi lưu manh" với tiểu tiên nữ khê khê. Tôi chân thành nói lời xin lỗi. Hy vọng tiểu tiên nữ khê khê xinh đẹp lại thiện tâm sẽ tha thứ cho tôi. Được khi nghe Giang Dục nói xong lại nhìn vẻ mặt anh nhịn không được mà nở nụ cười. Nhưng cười xong cô lập tức phản ứng lại ngẩng mặt lên và nói Tiểu tiên nữ đại nhân đại lượng tạm thời tha thứ cho anh một lần. Giang Dục nở nụ cười hỏi cô Vậy tiểu tiên nữ còn muốn cùng anh tiến hành giai đoạn tiếp theo hay không? Đường Khê không ngờ giai đoạn tiếp theo mà Giang Dục nói lại là đi siêu thị, mua đồ rồi về nhà nấu cơm. Cô kinh ngạc nhìn Giang Dục lật đi lật lại cái chảo, nhìn quả trứng tròn trịa xoay tròn trong không trung, rồi cuối cùng rơi thẳng vào trong chảo. Giang Dục quýt sáng một cái hỏi cô, thế nào, có đẹp trai không? Đường Khê lập tức gật đầu, đẹp trai muốn chết. Cô bỗng nhiên này sinh mong đợi rất lớn đối với tài nấu nướng của Giang Dục. Nhưng hóa ra kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Đừng thấy động tác của Giang Dục rất đẹp, đồ ăn làm ra cũng rất đẹp, nhưng... Trứng quá mặn rồi. Đường Khê nói xong, liền uống hết một ly nước. Đường Khê lại gắp một cái cánh gà. Phi phi phi, cánh gà chưa chín. Giang Dục, anh muốn hại em cúm ra cầm sao? Giang Dục thở dài, nói cực kỳ ủy khuất. Động tác của em quá nhanh, anh muốn ngăn cản cũng không kịp nha. Trách em động tác quá nhanh, Đường Khê vẻ mặt không biết phải nói gì. "Đợi đã, không đúng. Anh vì sao muốn ngăn em? Anh biết món này không thể ăn." Đường Khê hỏi Giang Dục. Giang Dục lộ ra một nụ cười ôn nhu. "Có đủ màu, đủ mùi, đủ vị." Lúc nói lời này, Giang Dục chỉ chỉ điện thoại di động của cô. Đường Khê nhất thời không kịp phản ứng, mà Giang Dục thấy vậy, cũng liền trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của cô, mở nhóm chat bạn bè của cô ra. Sau đó đưa tới trước mặt cô. Đây đúng là điện thoại di động của cô, cũng đúng là nhóm chat bạn bè của cô, mà trên đó lại xuất hiện thứ mà cô không hề có một chút ký ức nào. Cô gần như cách một đoạn thời gian ngắn sẽ đăng một ít hình ảnh đồ ăn và nhóm bạn bè này. Sau đó còn úp úp mở mở giống như đánh đố. Trọng điểm là trong cái nhóm bạn bè này, Giang Dục luôn là người thả like đầu tiên, sau đó là các nhân viên công tác trong đoàn đội, cũng có cả chị Vương Đường Khê bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cho nên món ăn anh làm này, ảnh là em chụp, sau đó đăng lên nhóm chat này sao? Sở thích cái quái gì thế này? Giang Dục bất đắc dĩ gật đầu. Là em, chính là em, tiểu tiên nữ khê khê của chúng ta. Đường Khê vẫn cảm thấy có chút không ổn. Làm sao em có thể làm ra hành vi lãng phí đồ ăn như vậy? Cô hỏi. Giang Dục nghe nói như thế, vẻ mặt đều đã vặn vẹo. Anh lựa chọn từ chối trả lời vấn đề này. Anh có nói hay không? Đường Khê gắp một cái cánh đùi gà còn chưa chín lên, sau đó đưa đến trước mặt Giang Dục. Giang Dục hoàn toàn bó tay trước hành động của cô, thậm chí từ ánh mắt của anh, cô còn nhìn ra sự cưng chiều. Sau khi chụp ảnh, tất cả những thứ này sẽ được trả lại vào nồi, còn đồ chưa nấu chín sẽ tiếp tục được để nguyên hoặc hấp chín, mặn thì cho vào nước, nhạt thì cho thêm gia vị vào đương nhiên tiểu tiên nữ khê khê của chúng ta cũng không ăn thức ăn của nhân gian lúc nói những lời này giang dục đã bắt đầu theo thói quen mà bưng thức ăn dọn đi nếu em không chụp ảnh anh sẽ tiếp tục bước tiếp theo đường khê không ngăn cản sau đó cô liền nhìn thấy giang dục một lần nữa chế biến những món ăn này đợi đến khi những món ăn này được mang lên bàn lần nữa thì đã hoàn toàn không còn đẹp mắt như lúc trước giang dục cũng không chê bai mà thuần thục múc đầy bát cơm nhưng đưa cho cô lại là một phần salad rau quả đã sớm chuẩn bị trước đó. Hiếm khi cô có chút ngượng ngùng và nói Giang Dục hay là đổ đi thỉnh thoảng lãng phí một lần cũng được. Giang Dục cũng không thèm để ý anh chỉ nhìn cô chằm chằm làm thêm vài lần là ngon rồi sau này nhà chúng ta cũng không thể không có người nấu cơm chứ đây chỉ là một quá trình học nấu ăn nhìn đẹp mắt thì đẹp mắt nhưng phải ăn được mới quan trọng chứ đừng khê mắt chữ o mồm chữ a nhìn giang dục nói thật cô cũng không nghĩ tới giang dục là một ngôi sao kiếm được nhiều tiền như vậy vậy mà em rất thích khoe khoang mọi thứ trong phòng bạn bè của mình anh có bao giờ nghĩ tới là cho dù chúng ta có học thật tốt cũng sẽ không làm ra được món ăn nào được hay không hay là chúng ta từ bỏ đi nhé giang dục vốn đang mỉm cười trong nháy mắt liền đen mặt cầm miệng sau khi ăn xong Giang Dục đứng dậy chủ động thu dọn bát đũa Mà cô bị Giang Dục nhét cho một chén hoa quả Đường Khê ngồi trong phòng khách Ăn uống trong vui vẻ Nhìn bóng dáng bận rộn của anh trong phòng bếp Bỗng nhiên có chút cảm khái Một loại cảm giác rất kỳ diệu Giống như hình ảnh này đã khắc sâu trong sinh mệnh của cô Và đã tồn tại từ rất lâu rồi Chắc là đoạn ký ức bị mất đi kia của cô Động tác của Giang Dục rất nhanh Chờ dọn dẹp phòng bếp xong Giang Dục nhìn thoáng qua thời gian Mở miệng anh đi về trước, ngày mai vẫn vào giờ này, anh sẽ tới đón em. Đường khê vội vàng đứng lên. Ừ, anh đi đường cẩn thận. Thấy Giang Dục đã chuẩn bị đi, cô cũng đi theo ra cửa. Đến cửa ra vào, Giang Dục nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô nói, "Được rồi, trở về đi, ngoan." Ồ, Đường Khê theo bản năng trả lời một câu. Chờ sau khi trở về cô mới kịp phản ứng, lập tức bày ra gương mặt thối. Ngoan cái quần què. Giang Dục nở nụ cười, anh lại xoa xoa tóc cô. "Đi đi." Nói xong câu đó, anh cũng thật sự rời đi. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Trong khoảng thời gian ngắn, cô đột nhiên có chút không quen. Đường khi chợt nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng chạy tới ban công. Đại khoảng 3 phút, bóng dáng của Giang Dục liền xuất hiện. Kỳ thật thân ảnh của anh rất nhỏ, cô căn bản là không nhìn thấy gì, nhất là hiện tại trời đã tối cô cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái dưới ánh đèn mà thôi nhưng cô khẳng định đó chính là giang dục cùng lúc đó điện thoại di động của cô vang lên ngoài này lạnh lắm mau vào nhà đi là tin nhắn của giang dục đường khê vừa nhìn thấy thì liền hoảng hốt sao hắn biết cô ra ngoài hắn có thiên lý nhãn sao đường khê một bên mặt lạnh trở về phòng khách một bên trả lời anh đang nói cái gì vậy em nghe không hiểu tin nhắn trả lời của giang dục rất nhanh giọng anh phát ra từ tin nhắn thoại chính là tiếng cười của anh khê khê sau này em sẽ hiểu đường khê trả lời anh một câu bệnh thần kinh sau đó cả đêm cũng không thèm để ý tới anh nữa hôm nay cùng giang dục đi đến rất nhiều nơi hiện tại anh vừa đi cô liền cảm giác được có chút mệt mỏi nên quyết định trào lên giường ngủ sớm cô có một giấc mơ hoặc là nói là nhờ tới một ít hình ảnh quen thuộc Thế nhưng những hình ảnh này cũng có chút cổ quái. Có lẽ là ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ. Những gì Giang Dục mang cô trải qua hôm nay và ban đêm đều chạy đến giấc mơ của cô. Cô mơ thấy lúc cô và Giang Dục vừa mới vào tổ làm phim, đạo diễn sắp xếp cho hai người bọn họ cảnh hôn. Vì thế cô cố ý chuẩn bị nước xúc miệng trước khi quay 15 phút, còn cố ý xúc miệng lại một lần. Vừa vặn khi ấy Giang Dục đi ngang qua, hắn vốn đã đi qua trước mặt cô, nhưng đi được một nửa lại vòng trở về cô đường có thể cũng cho tôi một ít được không giang dục nói đường khê cầm chai nước xúc miệng vẻ mặt mơ hồ nhìn anh cho tôi mượn dùng giang dục chỉ vào nước xúc miệng trong tay cô và nói còn không đợi cô trả lời giang dục đã giải thích cô đường đã chiếu cố đến cảm nhận của tôi như vậy có qua có lại tôi cũng muốn chiếu cố đến cảm nhận của cô đường cuối cùng cô cho anh ta mượn chai nước xúc miệng đến nỗi tới khi hai người bọn họ quay cảnh hôn bầu không khí xung quanh hai người bọn họ tất cả đều biến thành mùi nước xúc miệng sau khi quay xong giang dục còn cười nói với cô nước xúc miệng này mùi rất dễ chịu cô đừng cho tôi địa chỉ mua đi vì thế cô và giang dục lại thêm bạn tốt trên tài khoản mạng xã hội giang dục là một người rất biết cách chăm sóc cho người khác để quay được những cảnh quay đẹp yêu cầu đối với diễn viên cũng rất lớn giang dục luôn chăm sóc cô ở tất cả mọi mặt trong phim trường mà cô ở trong mơ cuối cùng không thể khống chế được mà động tâm với giang dục không biết là bởi vì sự dịu dàng quá ngọt ngào che mờ mắt cô hay là bởi vì trong sự săn sóc của giang dục dần dần khiến cô rung động sau đó cô tỏ tình với giang dục đó là một ngày sau khi quay xong phim một mình cô chờ ở trước cửa đoàn làm phim hôm đó trời có chút lạnh cô lạnh đến mức phải dậm chân liên tục sau đó một ly cà phê nóng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô noãn noãn giang dục nói noãn noãn là tên nhân vật của cô trong phim đường khê nhận lấy cà phê sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến trái tim cô lúc đó chỉ có cô và anh cô bước đến nói với anh ân tình một cốc cà phê không có gì để báo đáp không bằng lấy thân báo đáp giang dục sửng sốt một chút sau đó anh nở nụ cười anh hỏi cô tặng thêm vài tách cà phê có phải là có thể cả đời ở bên cạnh khê khê hay không? Tôi cũng không có dễ dụ dỗ như vậy. Cô trả lời. Giang Dục nghĩ nghĩ, lại chỉ chỉ người anh và hỏi. Vậy thêm cái này thì sao? Cô lúc đó mới đột nhiên phản ứng lại. Một tia xấu hổ xuất hiện trên gương mặt đã đỏ hồng. Rõ ràng là cô tỏ tình với anh, không ngờ cuối cùng lại bị Giang Dục đảo khách thành chủ. Cô không trả lời, nhưng Giang Dục đã biết đáp án từ phản ứng của cô anh chỉ chỉ túi áo lông của mình và nói ở đây ấm hơn có muốn thử không cô không nhìn chỉ làm ra vẻ cảm khái một câu lạnh quá nếu anh giang đã nhiệt tình muốn mời tôi sẽ không khách khí và từ chối nữa nói xong cô vươn tay nhét vào trong túi áo lông của giang dục ấm quá không biết là do túi áo quá ấm áp hay là bởi vì bên cạnh có giang dục nên cô mới cảm thấy ấm áp cô và giang dục bắt đầu nói chuyện yêu đương nhưng cô không dám nói với chị vương tin tức cô và giang dục hợp tác đóng phim vừa truyền ra ngoài phan liền bắt đầu xé nhau không chỉ phan mà người đại diện thẩm hàn của giang dục cũng từng nói cô chỉ muốn cọ nhiệt độ của anh bài đăng của thẩm hàn còn công khai đăng lên mạng bởi vậy khiến cho phan hai nhà hai người bọn họ đại chiến kịch liệt chị vương cũng bởi vì vậy mà rất ghét giang dục và thẩm hàn giang dục đối với sự việc này cũng có nói với cô lời xin lỗi Xin lỗi, chuyện này là anh không ngăn cản được anh ta. Cô lắc đầu nói, không có việc gì, em cũng có thể hiểu được, chúng ta như vậy sợ nhất là bị phát hiện. Nói thì nói thế, nhưng bị người đại diện của bạn trai đá xéo như vậy, cô cũng rất là tức giận. Giang Dục ỉ có quần áo dày che chắn, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, sau đó còn mân mê vuốt ve các đầu ngón tay. Hợp đồng giữa anh và công ty còn có một năm nữa. Ngay vậy, mắt cô nháy mắt sáng lên, được đó Trong mơ cô còn thấy được cảnh Hai người bọn họ ăn mừng sinh nhật cùng nhau Giống như Giang Dục đã nói Cô đánh đàn bài Bài hát chúc mừng sinh nhật Không được hay cho lắm Sau đó để chữa xấu hổ Mà đánh luôn bài chúc mừng đám cưới Nhưng sau khi kết thúc Anh ôm lấy cô chặt đến mức Dường như không muốn buông ra nữa Thẳng đến khi ở ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến Giang Dục mới lưu luyến buông cô ra Sau đó còn có một chút u oán Không được thỏa mãn mà liếc nhìn cô một cái. Đoàn làm phim chuẩn bị hoạt động mừng sinh nhật của Giang Dục. Trước khi thắp nến, anh lén hỏi cô. Em có nguyện vọng gì? Sinh nhật của anh mà. Cô khó hiểu trả lời. Nói mau. Giang Dục thúc giục. đừng Khê bật cười, thuận miệng và nói. Vậy lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ tự mình đàn happy ending. Sau đó em sẽ xuất hiện trong tiếng nhạc. Giang Dục nghiêm túc gật đầu. Được, sau đó anh nhắm mắt cầu nguyện cô không biết anh đã ước nguyện điều gì nhưng lúc chia bánh ngọt anh đưa bánh ngọt tới tay cô nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô khẽ nói anh đã ước điều ước của em cô chừng hắn nói ra sẽ mất linh sang sụp cười đáp vậy em đổi bài khác là được vậy thì anh phải đổi bài hát thành hôm nay em sẽ cưới anh nhìn nhân viên đoàn làm phim người đến người đi xung quanh cô sợ tới mức tìm cũng muốn nhảy ra ngoài nhưng trong lòng lại chứa đầy sự ngọt ngào. "Anh nghĩ đẹp lắm." Cô trả lời anh, Giang Dục gật đầu. "Anh đã nghĩ đến bạn gái anh, cô ấy đúng là rất đẹp." Những giấc mơ chất chồng lên nhau, thành một mớ hỗn độn. Một giây sau, liền truyền cảnh trong giấc mơ sang ở nhà cô. Giang Dục đang bận rộn trong bếp, mỗi một động tác đều khéo léo cẩn thận, nhưng dần dần, hình như có cái gì đó không đúng lắm. Giang Dục trong giấc mơ vẫn tiếp tục hành động nấu cơm nhưng mà anh lại đang bắt đầu chậm rãi già đi. Đồ ăn của anh cũng dần dần trở nên phù hợp với tiêu chuẩn sắc hương vị đầy đủ. Sau khi tỉnh mộng, nghĩ đến hết thảy những gì xảy ra trong mơ, cô bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cô muốn sống với Giang Dục cả đời, cũng đã bắt đầu tưởng tượng cuộc sống sau này của hai người bọn họ. Thật là vô phương cứu chữa. Lúc từ này xuất hiện, chính cô cũng sừng sốt một chút. Cô nghĩ cô có lẽ thật sự rất thích Giang Dục. Giang Dục đúng hẹn tới đón cô Lần này anh đưa cô đi xem phim Hai người cùng nhau đeo khẩu trang Trước khi mở màn bộ phim Vẫn là một chớp một sau tiến vào Thật sự là lén la lén lút Đường khê thở phào nhẹ nhõm Khi hai người bọn họ an toàn ngồi xuống chỗ ngồi Cái này nếu bị phát hiện Cô cũng không biết trên mạng sẽ náo nhiệt Thành cái dạng gì nữa Giang Dục ngược lại một chút cũng không để ý Đáng tiếc Không có phim hai người bọn họ từng xem lúc trước nhưng mà cô đã cố tình chọn cùng một vị trí vừa nghĩ xong bộ phim liền mở màn trong bóng tối những cảm quan khác của con người được phóng đại vô hạn giang dục chỉ ngồi bên cạnh cô rõ ràng cách khá xa nhưng cô lại cảm thấy xung quanh cô toàn là hơi thở của anh thế cho nên cô rõ ràng là đang xem phim nhưng kỳ thật một chút cũng không xem vào cũng không biết qua bao lâu tay của cô bị ai đó nắm chặt sau đó ngón tay của anh chậm rãi trượt về phía trước cuối cùng biến thành 10 ngón đan chặt. Đường khê sửng sốt một chút, nhưng lại không cự tuyệt. Một khắc kia, có lẽ ngay cả chính cô cũng không nhận ra được. Khóe miệng mình đang che giấu dưới khẩu trang, đã lộ ra một nụ cười. Đêm đó, cô cũng mơ thấy cảnh tượng này. Giang dục trong giấc mơ so với hôm nay càng lớn mật hơn một chút. Lúc phim chiếu được nửa chừng, anh đột nhiên tiến lại gần, cách khẩu trang hôn môi cô. Vừa chạm đã rời, nhưng cô vẫn bị dọa sợ gần chết. Cũng may điểm chú ý của mọi người đều ở trên phim Không có ai chú ý tới hai người bọn họ Cô tức giận Vỗ cánh tay anh Mà Giang Dục chỉ cười cười nắm chặt tay cô Cũng chậm rãi biến thành 10 ngón tay đan chặt Mãi đến khi phim kết thúc Cũng không buông ra Còn dắt cô rời khỏi Sau đó ho Cảnh tượng trong mơ bỗng nhiên chuyển biến Quần áo trên người cô và anh Cũng đang biến hóa Anh dắt cô đi qua rất nhiều rất nhiều nơi Tóc cô từ từ dài ra cũng sẽ thay đổi kiểu tóc, mà tuổi tác của hai người bọn họ cũng rõ ràng đang tăng lên, cuối cùng biến thành một mảnh màu đen, đen không có điểm kết thúc. Lúc này đây, khi tỉnh lại từ trong mơ, cô tự hồ ý thức được cái gì đó, việc mất trí nhớ của cô có lẽ không phải chỉ là một di chứng của cơn chấn động não đơn giản. Ban ngày Giang Dục dẫn cô đi chơi, buổi tối cô sẽ nằm mơ, rất nhiều chuyện ở trong mơ dần dần hiện ra rất rõ ràng, ví dụ như cô kéo Giang Dục đi ăn khuya. Sau khi ăn xong lại vận động giảm béo. Nhưng cô còn chưa tìm được chân tướng của việc mất trí nhớ. Cô và Giang Dục đã xảy ra chuyện. Cô và anh ấy ở dạp chiếu phim bị Barbara Jean chụp được. Trực tiếp bị bế lên mặt báo, bùng nổ sau một đêm. Có fan ghép đôi hoan hô, có độc thân mắng chửi lẫn nhau, còn có một lượng lớn muốn thoát fan. Thật đúng là cực kỳ náo nhiệt. Chị Vương tức giận đến mức huyết áp cũng tăng lên. Chị ấy hỏi cô, rốt cuộc em và giang dục nói chuyện yêu đương từ khi nào đường khê lắc đầu em bây giờ còn gạt chị chị vương tức giận đến không chịu được nữa đường khê nhìn thoáng qua các nhân viên công tác khác đành phải yên lặng gật đầu một cái chị vương sau khi thấy cô gật đầu cũng không kịp phản ứng bó tay hết chỗ nói em đã biết mà em còn ngang nhiên công khai đi xem phim với người ta sao chị vương hỏi cô đường khê suy nghĩ một chút lại lôi kéo chị vương vào phòng ngủ lấy ra hai quyển giấy chứng nhận kết hôn kia. Lúc nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, phản ứng của chị Vương còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. "Đường Khê, em lại dám gạt chị cùng Giang Dục đăng ký kết hôn?" "Chị, chị bình tĩnh, bình tĩnh đã." Đường Khê hạ giọng nói. "Giang Dục nói sau khi hết hạn hợp đồng với công ty hiện tại sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng nữa." Chị Vương vốn còn đang tức giận không thôi, vừa nghe lời này bỗng nhiên bình tĩnh. "Thật sao?" Đường Khê gật đầu. Mấy ngày gần đây, Giang Dục mỗi ngày đều dẫn cô đi chơi, mà buổi tối cô sẽ mơ thấy cảnh tượng lúc trước. Còn có thể có một ít ký ức khác kèm theo. Trước khi cô mất trí nhớ không lâu, Giang Dục đích thực đã bắt đầu chuẩn bị cho việc không gia hạn hợp đồng. Chị Vương nở nụ cười nói. Được, con sẽ bỏ đạo theo ý mình. Mẹ vợ tôi đây vẫn rất hoan nghênh. Hiểu rồi. Chị Vương hai người bọn họ oan có đầu nợ có chủ, chỉ hận thẩm hàn chị vậy chuyện bị phát hiện đưa lên mặt báo lần này thì phải làm sao bây giờ đường khê hỏi nụ cười của chị vương lại nhạt đi mấy đứa cũng không còn nhỏ nữa sớm muộn gì cũng phải đổi nghề rồi kết hôn coi như sẵn tiện lần này công khai luôn hơn nữa fan ghép đôi của em và giang dục cũng không ít tình huống hiện tại hẳn là không nghiêm trọng nếu hai đứa yêu nhau thật lòng chị còn sợ gì hai đứa làm ảnh hưởng đến nhau hai đứa đều đã kết hôn tốt xấu gì cũng có thể ở bên nhau được vài năm, mấy năm sau cố gắng thêm một chút ít đi, có thể chuyển fan ghép đôi thành fan độc thân đấy. làm mấy năm nữa, đường khê không biết nói gì. có phải chị vương còn chờ cô và giang dục ly hôn không? đây không phải là chuyện thường thấy trong giới này sao? chị vương trả lời. đối với việc này cô lựa chọn trầm mặc, nhưng mà chuyện này không thể đơn phương tự xử lý. chị vương cần chuẩn bị để liên lạc với phía giang dục một chút em định đánh chồng mình à?" Chị Vương hỏi cô. Đường Khê rất xấu hổ cười cười. "Chị, em còn mất trí nhớ." Chị Vương cười một tiếng, nhưng mà ngay lúc chị định gọi điện thoại, trợ lý từ bên ngoài chạy vào. "Chị Vương, không tốt rồi, Giang Dục đã xảy ra chuyện." "Giang Dục làm sao vậy?" Đường Khê vô thức lớn tiếng hỏi lại. Sau khi chuyện Khê Khê và Giang Dục bị khui ra, trên mạng liền nổ tung, một số fan cuồng đã đến gặp Giang Dục và muốn nói lời tạm biệt với giang dục nhưng đã xảy ra một vụ tai nạn xe là xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn xe chở giang dục đã rơi xuống biển trước mắt còn đang trục vớt tình huống rất là nguy hiểm bữa ăn riêng tai nạn xe cộ biển khi những từ này tiến vào trong đầu cô đường khê bỗng nhiên cảm thấy đầu mình đau dữ dội cô không thể không che thái dương lại khê khê em làm sao vậy chị vương bị bộ dáng này của cô làm cho hoảng sợ nhưng lúc này cô không có ý định trả lời chị Vương Bởi vì những giấc mơ chập chờn trong đêm đó Đã hoàn toàn kết nối với nhau Và đi vào trong tâm trí cô Đường khê vội vã đến hiện trường vụ tai nạn Đã có cảnh sát ở xung quanh duy trì trật tự Thế nhưng Phóng viên và fan nghe tin mà chạy đến Cơ hồ đem chung quanh vây chật như nêm cối Xe không chạy qua được Cô chỉ có thể xuống xe Dựa vào vệ sĩ mở đường mà chạy về phía trước Có fan chú ý tới cô fan của Giang Dục bắt đầu điên cuồng mắng cô, có người thậm chí còn ném hết đồ trong tay lên người cô. Đều tại cô, người xảy ra chuyện sao không phải là cô? Cô còn có mặt mũi mà tới nơi này sao? Tiện nhân, đồ sao trổi. Âm thanh chửi bới của fan truyền vào trong tay cô, hoàn toàn khớp với hình ảnh trong đầu cô. Đó là năm cô 38 tuổi, cô và Giang Dục giúp cuộc quyết định công khai, hơn nữa còn tổ chức hôn lễ. Khi đó, hai người bọn họ đã tự công khai trên mạng xã hội nhưng hai người bọn họ vẫn đánh giá thấp mức độ cực đoan của một số người hâm mộ cũng là cây cầu này cũng là bữa cơm này cũng là rơi xuống biển đường khê lập tức chạy tới hiện trường bị phan trách cứ cùng chửi rủa mà giang dục trước kia sẽ bảo vệ cô cưng chiều cô lại nằm trong lòng biển sâu lạnh như băng nhưng tất cả những thứ này đều không làm cho người cô sụp đổ khi cô nhìn thấy thi thể giang dục được vớt lên cô sợ lạnh giang dục thích nắm tay cô nhét vào trong túi anh nhiệt độ trong lòng bàn tay anh sẽ từng chút mà xua đi rất lạnh trên người cô đến mùa đông khi ngủ anh sẽ sưởi ấm chân cho cô khi ấy cô ngủ mơ mơ màng màng nên vẫn còn nhớ rất rõ chỉ cần ở bên cạnh anh cô cảm thấy cả người đều ấm áp nhưng khi đó cô dán vào thi thể giang dục cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương lạnh quá anh biết rõ cô sợ lạnh nhưng anh lại trở thành người khiến cho cô cảm nhận được sự lạnh lẽo nhất thế gian giang dục cô gọi anh nhưng người sẽ gọi cô là khê khê tiểu tiên nữ kia cũng không có cách nào mở miệng đáp lại đường khê khóc không thành tiếng bất lực ngã quỵ xuống đất cuối cùng là chị vương cứng rắn dẫn cô rời đi chị ấy đưa cho cô một ly sữa nóng uống đi rồi ngủ một giấc thật ngon sẽ không sao đâu chị ấy nhìn chằm chằm vào cô sau khi uống xong ly sữa nóng nhìn cô ngủ rồi mới rời đi đường khê nghĩ rằng cô sẽ không ngủ được nhưng cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô nghe thấy một giọng nói. Cô muốn cứu Giang Dục không? Muốn. Đáp án của cô không một chút do dự và lập tức thốt ra. Cho dù đánh mất tình yêu của cô. Đường Khê sừng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu như cũ. Vậy cô trở về đi. Khi đó cô không biết những lời này có ý gì. Cô chỉ biết là, sau khi tỉnh lại, cô nhớ rất rõ tất cả mọi người, lại quên mất một người tên là Giang Dục đường khê trở về là bởi vì cô dùng tình yêu để đổi lấy mạng của giang dục cho nên cô hiện tại yêu đương với anh vẫn là để cho anh hết thảy bi kịch lại lần nữa xuất hiện thậm chí còn sớm hơn sao tất cả mọi thứ ngoại trừ thời gian sớm hơn thì đều giống như trong trí nhớ của cô nhìn mặt biển rộng lớn mênh mông cô bắt đầu sợ hãi đường khê bắt đầu hối hận không có gì quan trọng hơn việc giang dục còn sống mà ngay khi cô đang sợ hãi lo lắng Lời nói của Phan vẫn không ngừng truyền vào trong tai cô. Bắt đầu có người nói thay cô. Đây đều là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến đường khê. Giang dục thích cô ấy, vậy chúng tôi làm fan của anh ấy, cũng nên ủng hộ bọn họ. Đường khê thương tâm như vậy, các người không nhìn thấy sao? Các người có thể phân biệt đúng sai được hay không? Đây đều là lỗi của lũ khốn nạn của các người đấy. Tôi tuy rằng không thích đường khê, nhưng chuyện này không liên quan đến cô ấy. Những lời này đó là thứ không xuất hiện trong ký ức của cô như vậy tìm được rồi tìm được rồi cảnh sát đứng bên bờ nghe được tin tức từ đồng nghiệp ở trên biển truyền đến lập tức vui vẻ nói với hai người bọn họ đường khê muốn mở miệng hỏi tình huống nhưng dưới sự khủng hoảng cực độ giờ phút này dù cô có há miệng to cỡ nào một chút thanh âm cũng không phát ra được đường khê mong đợi kết quả nhưng cô cũng sợ nghe thấy kết quả người thế nào chị vương thay cô hỏi Cảnh sát cười cười nói, "Không sao, uống chút nước biển, không sao hết, nhưng đề nghị lát nữa nên đến, đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện." Một khắc khi nghe được tin tức Giang Dục còn sống, cả người cô buông lỏng, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sau đó, hình như cô nghe được giọng nói của Giang Dục. "Thật làm cho người ta lo lắng, anh không ở bên cạnh em một lát là sẽ xảy ra chuyện." Đường Khê sừng rốt một chút, cô bắt đầu nhìn xung quanh bốn phía, nhưng không hề có bóng dáng của Giang Dục là ảo giác sao? Khê khê, anh tới tìm em. Đường khê lại nghe được thanh âm của Giang Dục. Cô chắc chắn đó là giọng nói của anh. Mà sau đó, thanh âm của Giang Dục cũng không còn vang lên nữa. Thẳng đến hơn 10 phút sau, Giang Dục được bọc trong một cái khăn lông lớn từ trên thuyền bước xuống, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt cô. Khê khê, anh tới tìm em. Giang Dục nói. Một khắc kia, cô bỗng nhiên hiểu được là Giang Dục 38 tuổi Xuyên qua thời gian Đi tới trước mặt cô Đường Khê chỉ có thể khóc lóc gật đầu với anh Em biết Giang Dục cười cười nói Lúc này anh nên cho em một cái ôm Hoặc là cho em một nụ hôn Nhưng mà anh sợ hại em bị cảm Đường Khê sửng xuất một chút Mà vừa nói xong Giang Dục cũng tự mình hắt gì một cái Mọi người xung quanh đều nở nụ cười Chị Vương cuối cùng cũng kịp phản ứng vội vàng kêu Giang Dục đi bệnh viện trước. Kết quả kiểm tra của Giang Dục rất tốt, không có vấn đề gì, chỉ là bị cảm. Bất quá, anh cũng giúp cuộc có thể ở trước mặt chị Vương, quang minh chính đại, vào ở nhà cô. Chính là vì không muốn truyền cảm mạo cho cô, anh chỉ có thể cầm nước nóng ủy khuất núp ở một góc sofa, kéo dài khoảng cách với cô. Đường khê cười đến không chịu nổi, ngược lại cũng chọn một vị trí cách anh xa nhất. Sau đó cô mới định hỏi anh, anh... Khê khê là anh Giang dục giống như biết cô muốn hỏi gì Lập tức trả lời cô luôn Đường khê nhìn anh Còn nhớ điều ước sinh nhật đầu tiên của anh Khi chúng ta mới ở bên nhau không Anh hỏi cô Đường khê gật đầu Anh cười nói Nó vẫn chưa thành hiện thực phải không Anh rất may mắn Vận mệnh cho anh một lần làm lại cuộc đời Có thể thực hiện nguyện vọng này Chẳng qua cơ hội này cũng cần một ít khảo nghiệm nhỏ cho nên cô quên giang dục Đi tới quá khứ Mà cô vẫn yêu anh Cũng tìm về ký ức thuộc về hai người bọn họ Cho nên sau khi cô trở lại tuổi 28 Giang Dục cũng tới Tin tức về Giang Dục Treo ở trên mặt báo mấy ngày Giang Dục đã muốn hủy hợp đồng với công ty Thầm hàn mặc kệ tin tức kia Chị Vương cũng cảm thấy không cần thiết Phải rút lại Dứt khoát mặc kệ luôn Một tháng sau Hợp đồng của Giang Dục hết hạn Anh rời khỏi công ty cũ rồi tự mình thành lập phòng làm việc chị vương tức giận phàn nàn với cô ký hợp đồng với tôi không tốt sao giang dục ở bên cạnh cẩn thận trả lời tôi không dám cướp đồ với vợ đường khê không thể nhịn cười được chị vương không có biện pháp nào với hai người bọn họ tuy chị vương không phải là người đại diện của giang dục nhưng hôn lễ của hai người bọn họ hoàn toàn dựa hết vào sự hỗ trợ của chị vương lúc trước cô thuận miệng nói ra một nguyện vọng không nghĩ tới thật sự có một ngày sẽ thành hiện thực giang dục đàn bài happy wedding còn cô trong tiếng nhạc du dương mặc áo cưới lộng lẫy xuất hiện giang dục chơi đàn dương cầm không được tốt không biết có phải là bởi vì khẩn trương hay không mà chơi sai vài chỗ nhưng trong mắt cô đó là bản nhạc hay nhất mà cô từng được nghe cô chậm rãi đi về phía anh cho đến khi bài hát kết thúc giang dục đứng dậy chậm rãi đi về phía cô anh không quan tâm người dẫn chương trình nói cái gì. Chỉ đi tới trước mặt cô, giơ nhẫn, quỳ một gối về phía cô và nói. Khê khê, cả cho anh được không? Kiếp này còn có kiếp trước. Khách hứa xung quanh cười vang lên, cho rằng giang dục quá mức khẩn trương, nên đem kiếp sau nói thành kiếp trước. Chỉ có cô và anh biết, anh nói không sai. Hai người bọn họ có hai cuộc đời, mà hôn lễ này hoàn thành ước nguyện hai đời của hai người bọn họ. Em nguyện ý Đường Khê vươn tay về phía anh Nơi nào có em Đó là nơi trái tim anh hướng về Rồi từng bước cùng nhau tiến về phía trước Quý vị khán thính giả thân mến Bộ truyện ngôn tình hấp dẫn của số phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị Bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ Cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube Nghe audio truyện ngôn tình Để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.